giờ bắt đầu làm cửa, đã lock động cửa một cánh trước ha. Đầu tiên là bấm lock trước đúng không? Chọn điểm chèn Bitcoin là ngay đây đúng không? Rồi Sale Offset thì chọn hết luôn đúng không? Enter. Đặt tên là cửa đi ha. Ok. Rồi sau đó click đâu cho nó sửa. Ok ha. Đầu tiên ở ở thông số parameter thì chọn linear ha. Linear. Từ điểm này đến điểm này kéo ra cái, sau đó bấm phím phải vô nó. Chọn grip display chọn 1 thôi ha. Rồi. Tiếp theo là tạo một cái linear thứ hai. Linear thứ hai là lọt lòng ở trong chỗ cái cánh cửa mở đó ha. Rồi bấm vô nó. Bấm phím phải. Chỗ grip display thì chọn số 0, là bỏ hai cái clip thôi, mình chỉ cần một dấu dấu grip này để kéo thôi ha. Rồi, bây giờ tiếp tục mình gán cho nó action ha. Gán cho nó action. Đầu tiên là action chest kéo giãn ha. Kéo giãn cái phần này nè. Đầu tiên là chọn, nó hỏi là chọn parameter. Chọn cái distance 1 ha. Rồi. Nó hỏi là cái điểm bắt đầu rồi kéo giãn, điểm bắt đầu á. Ha. Điểm ngay đây luôn, ngay dấu mũi tên luôn ha. Rồi, sau đó mình nó hỏi là specify first corner object là giống như là object đó, chọn cái vùng từ kéo giãn nè, chọn vùng kéo giãn. Đúng không? Chọn xong á thì nó hỏi mình chọn object cần kéo giãn ha, đối tượng kéo giãn thì mình chọn cái đốm này thôi đúng không? Rồi đốm này thôi nè ha. Cái đốm này với lại hai cái thông số parameter luôn nè, nhớ không quên cái đó làm được nhiều khi sót cái đó nó không chịu ha. Enter. Rồi một cái. Tiếp theo mình gán cho nó một cái action chest thứ hai. Chest cũng chọn cái thông số parameter là distance 1 ha. Rồi điểm bắt đầu cũng ngay góc này luôn ha. Rồi cái vùng chest là vùng ở trên ha. Rồi chọn đối tượng chest thì chọn đúng một cái khung này thôi ha. Cái cửa là kéo lên hay không. Enter. Rồi cái thứ ba là khi mình kéo giãn hai đầu này á thì cái vòng tròn này á nó phải bung theo hai đường đó, thấy không? Kéo này ra thì vòng tròn đi theo, kéo đường này ra vòng tròn đi theo luôn. Thì mình gán cho nó một function là scale ha. Đầu tiên chọn parameter thì chọn cái distance 2 ha, distance 2. Rồi select chest thì chọn cái đường cong này. Rồi enter. Rồi. Tới đây thì mình test thử coi nè, chuyện gì sẽ ra ha. Test lock. Bấm vô test lock. Zoom extend để thấy nó. Rồi, thử nha. Không kéo ra chuyện gì sẽ ra. Không. Kéo thì nó đi. Nhưng mà cái đường cung nó không đi theo, mà cái cánh cửa đó nó đi ngang chứ không đi lên. Không, đi ngang không đi lên. Không đi lên. Đó. Rồi bấm blue test lại. Rồi, mới chỉnh sửa nó. Đầu tiên cái distance 2. Bấm cộng trên 1. Thấy không? Kéo xuống nè. Cái stand 2 là nó áp cho cái cung của cái đường mở cửa này. Thì hiện giờ nó là no chain lock á, nghĩa là nó không có liên kết với cái đốm này ha. Thì mình chỗ chain action á, mình chọn là yes để cho liên kết ha. Để khi mình kéo cái này đi á, thì cái đường tròn đi theo ha. Rồi là một cái. Rồi cái thứ hai là cái action chain thứ hai á, action chain này nè. Thì nó đang là góc phong độ thì mình cho đi lên 90, phong độ đi nằm ngang không à, nó không nằm lên, phong độ mình cho lên 90 đó, để nó nằm lên trên. Rồi bây giờ mình test lại ha, test lại zoom extend test nè, kéo nè, thấy không, đi lên thấy không, xuống này không đó, vậy là ok đó. Rồi bấm close test à. Rồi chưa đã nữa, tiếp tục cái distance 1 này nè. Giờ mình không muốn chết tự do mà mình cho nó một cái danh sách ha, distance nè, distance một danh sách. Danh sách là một gọi là list đi.
Delete ha. Rồi bấm vô cái nút này ha. List. Bấm vô cái nút kế bên, chọn list valid list nè, bấm vô nút kế bên ha. Mình nhập nè, cửa 800. A, cửa 700. A, theo thường là đến hết rồi, cửa ngàn hiếm lắm, ngàn cánh mở dễ sẽ bằng lời ha, 700, 800, 900, ba lại thôi ha. Ok. Rồi, bấm test lock thôi ha. Stand. Bấm nè. Thấy không? Nó có từng nấc nè. 700 này thấy không? Thứ hai nè, 800 này thấy không? Thứ ba nè, 900 nữa. Thấy không? Đó. Rồi, bấm close test lock. Chưa đã nữa. Bây giờ muốn xoay. Tại vì á, mỗi lần mình xoay á thì mình bấm lại rotate nó mất công quá, thấy không? Rồi bấm vô parameter. Chọn cho nó là một cái rotation. Rotation. À, điểm xoay. Rồi. Chỗ đặt điểm xoay á thì để coi đặt đâu hợp lý, ta đặt ở đây ha, ở góc này đi hợp lý. Xoay. À. Rồi. Kéo đại cái vòng tròn ra thôi. Tương đối thôi ha. Đó. Bắt đầu từ góc không độ enter luôn. Rồi, sau đó qua phần action ha, chọn cái là rotation luôn, rotate luôn ha. Đầu tiên là chọn parameter thì chọn cái angle này đúng không? Sau đó chọn đối tượng thì chọn hết cái đống này luôn ha, chọn hết đống này luôn. Cố lại một bước, chọn hết chỗ này nó không hiểu đâu. Edit, edit. Thử đi, thử cho coi nó chịu hiểu, để test lock đi. Thử coi hiểu không? Rồi, chọn nè, nó có cái dấu chấm nè. À, không có thấy không? Lại cái action chat, action rotation đó xóa đi làm lại ha. Delete. Rồi, vô parameter, chọn là rotation ha. Chọn ngay góc này. Kéo ra. Bắt đầu từ góc không. À. Rồi vô phần action, chọn rotate, chọn cái angle 1 này, rồi chọn đối tượng, chọn hết luôn ha, chọn hết lần nữa cho các cú, rồi, xong rồi đó. Rồi cái này cũng muốn ghê quay, quay bao nhiêu độ á, 360, từ 0 tới 360 nè, nó còn list luôn, cũng list nè, in freeman cũng được, từng bậc, in free... một góc là 15 thôi, danh sách đi, chọn danh sách là dễ ha, chọn danh sách list đi, rồi cộng danh sách nè, đầu tiên là 15 độ, tháng cái 30 độ, tháng cái 45 độ, tháng cái 45 rồi tới 15 nữa là 60, tháng cái rồi 75 hạn cái, rồi 90 hạn cái đó, ví dụ như đây đó, ok rồi close ha, save rồi thử nha, bấm nè, kéo ra nè, không kéo lần nứt nè đó, kéo lần nứt nè, không nó có mấy cái nứt nè, rồi bây giờ quay nè, bấm quay nè, không nứt 15 nè đúng không, nứt nè, 30 nè, không đó, rồi mình làm tiếp nữa mấy nứt khác chứ không nó hết nứt rồi ha, hết tới đây là hết nứt rồi, làm hết nó nứt 360 luôn, từ từ cộng 15 hết hoặc là 45 gì đó ha, cái xe vòng vậy ha. Rồi thử đi ha.